đó đã lặng lẽ tích lũy 424 triệu USD Bitcoin trong 3 tuần qua. Chỉ trong ngày 29 tháng 11, người này đã mua thêm 875 Bitcoin với giá dao động từ 36.000 đến 38.000 USD, tạo ra lợi nhuận khoảng 9,8 triệu USD. Theo một số nguồn, chủ sở hữu ví này có thể liên quan đến BitMEX và các công ty quản lý tài sản lớn ở Mỹ. Điều này làm nảy sinh suy đoán về việc SEC có thể sớm chấp thuận ETF Bitcoin Spot. Nếu ETF Bitcoin Spot được phê duyệt, các nhà quản lý quỹ sẽ phải sở hữu lượng lớn Bitcoin để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, khác biệt với các sản phẩm tổng hợp như CME Futures. Cơn sốt ETF tại Mỹ cũng đã đóng góp vào việc đưa giá Bitcoin lên vùng cao nhất là 38.450 USD, tái chiếm đỉnh cao. Terra Classic USDC tăng 310% sau khi được Binance ra mắt hợp đồng tương lai. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy rằng USDCLUNC, trước đây là USDLUNA, đã phục hồi mạnh mẽ trong vòng một tuần nhờ vào việc Binance giới thiệu USDMUSDC Perpetual Contract với đòn bẩy lên tới 50x. USDC hiện đã tăng 311% trong vòng 7 ngày, đạt đến mức 0.055 USD và cộng đồng kỳ vọng nó sẽ sớm hồi về vết 1 USD. Ngày 22 tháng 11, Terra Classic Foundation thông báo về 589.000 giao dịch và đến ngày 28 tháng 11, lượng phí từ giao dịch đồng LUNC đã đạt kỷ lục 580 triệu USD. Sự hồi phục cũng được thúc đẩy bởi đề xuất chuyển đổi định hướng USDC của Mimcast cùng với kế hoạch airdrop cho những người giữ USDC và LUNC. Sau sự cố sụp đổ, nhà phát triển triển khai phiên bản mới của blockchain Terra, đổi tên thành Terra Classic, phản ánh quyết tâm hồi sinh dự án và cộng đồng đã đề xuất ngừng mint USDC để giúp đồng coin nhanh chóng hồi lại giá 1 USD. FTX được tòa án chấp thuận để bán 873 triệu USD cổ phiếu quỹ của Grayscale và Bitwise. Tòa án Delaware đã phê chuẩn cho sàn giao dịch phá sản FTX bán tài sản tín thác và cổ phiếu quỹ của Grayscale và Bitwise Trust sau khi nộp đơn đăng ký, giá trị khoảng 744 triệu USD tăng lên 873 triệu USD. Quỹ Bitcoin Trust GBTC của Grayscale là tài sản lớn nhất, trị giá 597 triệu USD, tiếp đó là quỹ Ethereum Trust DTHE với 87 triệu USD. FTX bán tài sản này qua Galaxy Digital, dự kiến tăng cường thanh lý crypto trị giá 3.4 tỷ USD, hỗ trợ 100 triệu USD trên tuần. FTX chuyển hơn 300 triệu USD vào sàn CX để chuẩn bị thanh lý, trong khi nhà sáng lập Sam Bankman-Fried bị tuyên có tội và có thể đối mặt với án tù lên đến 115 năm. Giá trị tài sản phá sản dao động 0.6065 USD, FTX cam kết trả 90% giá trị theo kế hoạch được công bố, với điều kiện được tòa phê duyệt trước Q2 trên 2024. SEC vẫn lập lờ nước đôi về Bitcoin ETF nhưng tái khẳng định BTC là hàng hóa. Hôm thứ Tư tại Hội nghị Hiệp hội Thị trường Lành mạnh, Gary Gensler, Chủ tịch SEC, không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc liệu ngành công nghiệp tiền điện tử có thể sớm chứng kiến Bitcoin ETF giao ngay hay không. Ông Gensler không muốn đánh giá trước vấn đề và mô tả quy trình xem xét của SEC là đã được thử nghiệm theo thời gian. Các đơn đăng ký cho quỹ Bitcoin ETF giao ngay từ BlackRock và Fidelity đã bị trì hoãn. Ông Gensler nhấn mạnh rằng quy trình xem xét giống như việc phát hành cổ phiếu công khai và cần sự đăng ký với SEC. SEC đã tiến hành cuộc họp với Invesco và BlackRock để đối thoại về các vấn đề kế toán. Gensler cũng nhấn mạnh quan điểm của mình về Bitcoin và toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông ủng hộ việc CFTC có thêm thẩm quyền đối với Bitcoin và đã trích dẫn Howey Test trong các vụ kiện chống lại các công ty tiền điện tử. Ông cảnh báo về rủi ro và gian lận trong ngành và khuyến cáo nhà đầu tư cẩn thận và thận trọng.